Xin chào các bạn, mình là Hồng Nhung. Hiện tại mình đang là giảng viên bộ môn thanh nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Adam. Như các bạn đã biết, trong cuộc sống có rất nhiều điều khiến con người với con người gần nhau hơn. Có thể là qua một bản nhạc piano, có thể là qua một bài guitar hoặc qua những ca khúc rất là hay. Và điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là tiếng hát, giọng hát mang con người với con người gần nhau hơn. Để hát được một ca khúc thì rất là dễ, thế nhưng hát làm sao cho hay và có thể truyền tải được cảm xúc của mình đến người nghe, đó lại là cả một vấn đề. Và hôm nay mình sẽ có chia sẻ với các bạn một đôi nét về bộ môn thanh nhạc này. Vậy thanh nhạc là gì? Thanh nhạc là một bộ môn khoa học nghiên cứu về bộ máy phát âm và âm thanh, về giọng hát của con người. Khi mà người luyện tập nắm bắt được những khoa học này thì người luyện tập sẽ có những cách phát triển được giọng hát của mình và hiểu được giọng hát của người khác. Và các bước cơ bản trong thanh nhạc thì bước thứ nhất đó là về hơi thở. Hơi thở rất là quan trọng. Như các bạn đã biết đấy, có rất là nhiều ca khúc mà nhạc sĩ viết với những quãng giọng và trường độ âm thanh rất là rộng và rất là dài. Nếu như mà hơi thở của chúng ta không đảm bảo thì sẽ dẫn đến việc chúng ta hát bị hụt hơi. Và bước thứ hai đó là luyện kỹ thuật thanh nhạc, hay còn gọi là luyện thanh. Bước thứ ba, sau khi hiểu về quãng giọng của các bạn rồi thì giáo viên sẽ chọn cho các bạn những ca khúc phù hợp với giọng hát của mình. Với những chia sẻ này, hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn khi mà có ý định học môn thanh nhạc. Các bạn có thể đến với Trung tâm Nghệ thuật Adam với cơ sở tại 151 Hào Nam hoặc 290 Kim Mã để đăng ký và tham gia học bộ môn này. Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào website dạyhocnhac.vn để theo dõi các thông tin. Và mình sẽ rất vui nếu như được gặp lại các bạn tại trung tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.